Xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ. Nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người. Nàng biết, hết thảy chuyện này đều đã đi qua. Bây giờ tâm tình của tư dạ hàng đã sớm sẽ không vì chuyện như vậy mà có chút chập chờn. Từ thái độ lãnh đạm của anh đối với mẹ liền biết ngay nhưng mà, làm sao nàng có thể để những người này làm vẫn đục tâm tình bình lặng trong lòng người nàng trân trọng nhất trên đời này được. Đúng lúc này, không biết là ai đột nhiên nhìn chầm chầm về phía cánh cửa, bỗng phát ra một tiếng bật thốt lên thật khẽ, ôi, thật là đẹp. Dần dần, tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều. Những người khác cũng đầy hoài nghi mà nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy phía cuối hội trường hào hoa rực rỡ, một người thiếu nữ mặc bộ váy dạ hội phong cách phục cổ, được thiết kế đầy gọn gàng mà tinh tế cũng có những chi tiết lại hết sức xa hoa màu sắc và kiểu dáng của bộ lễ phục này cực kỳ kén người mặt khảm nạm trân châu và kim cương được đính hoàn toàn thủ công tản ra ánh sáng rạng người dưới ánh đèn pha lê một bộ lễ phục xa hoa rạng rỡ đến vậy vốn đáng lẽ sẽ giọng khách ác giọng chủ mặc ở trên người nàng lại sẽ không đoạt đi được chút ánh hào quang nào của người thiếu nữ nọ dù cho là một phần nhỏ nhất toàn thân cô gái như một khối ngọc tự nhiên hoàn mỹ nhất. Đôi môi rạng ngời như ánh ban mai, tóc đen như mực. Nhất là một đôi con ngươi như có hỏa diễm rực cháy kia, thật giống như đang phản chiếu cả bầu trời mênh mông. Cho dù nàng cũng không hề làm gì, chỉ đứng ở nơi đó, cũng đã như vần thái dương rực rỡ mà chói mắt giữa ngày hè ấm áp, đẹp đến mê say lòng người. Nếu như so sánh, một tiểu thư khuê các như tầng hy viện, hay các vị danh viện khác, trong nháy mắt bỗng trở nên nhạt nhòa, không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Tần Hy Viện đương nhiên cũng đã chú ý tới cánh cửa, nhưng sau khi thấy rõ người đứng ở nơi đấy là ai, sắc mặt khẽ biến. Cô gái kia là... Ngay từ đầu, phản ứng của Tần Hy Viện chẳng qua là sự ghen tị theo bản năng với tướng mạo của cô gái này mà thôi. Trước đó, Tần Hy Viện chỉ thấy được Diệp Quảng Quảng thông qua hình ảnh, chưa từng gặp qua người thật. Giờ phút này, bởi vì Diệp Quảng Quảng có chênh lệch quá lớn đối với trong hình, lại nhất thời không hề nhận ra. Vẫn nhờ có ả hầu gái tâm phúc ở bên cạnh cô nhắc nhở, tiểu thư, cô gái này không phải là nhiếp vô ưu sao? Làm sao cô ta sẽ tới nơi này? Tần Hy Viện sững sờ, lúc này mới giật mình nhận ra, nhiếp vô ưu. Trong hình, đa phần là những ảnh chụp lén sinh hoạt thường ngày của nhiếp vô ưu. Phần lớn đều là lôi thôi lết thết. Vô luận như thế nào, cô cũng không thể đem người trong những bức hình và người thiếu nữ trước mắt này liên hệ lại với nhau những người khác tới tham dự dạ tiệc ngày hôm nay cơ bản là đều không nhận biết dịp quảng quảng vào lúc này tất cả đều đã bị cô gái xa lạ này hấp dẫn sự chú ý trời ơi đây là tiểu thư nhà nào không biết nữa chưa từng thấy trời đất đây là sắc đẹp thần thánh gì vậy thậm chí ngay cả tầng tiểu thư đều bị đè xuống có người thấp giọng bình luận. Một người khác cũng nhỏ giọng phụ họa, nào chỉ là bị đè xuống. Quả thật chính là ảm đạm phai mờ rồi. Không chỉ là người chung quanh, ngay cả ân hành cũng nhìn chầm chầm nơi cánh cửa, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nghe những lời bàn tán của người chung quanh, ánh mắt tần hy viện rơi vào trên người cô gái kia. Sau một hồi quan sát, trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường và dễ nhại không hề che giấu chút nào nói chung cũng thật đúng là thú vị ở trên đời này a miêu a cẩu quá nhiều nhưng mà những thứ mèo mèo chó chó này lại không hề tự nhận thức được bản thân mình chút nào có một số chỗ chỉ có nắm giữ thân phận và quyền lực tuyệt đối mới có thể đặt chân loại người giống như nhiếc vô ưu mà lại có dũng khí đi đến yến hội ở cấp bậc này bày ra trò ngàn dặm tìm chồng thư tần nhược hi cô cũng rất muốn nhìn xem cái con hề nhảy nhót này diễn được màn kịch đặc sắc gì. Ân Duyệt Dung nhíu chặt chân mày, ánh mắt khóa chặt vào cô gái ở nơi cửa, nhíp vô ưu. Nói xong, lại lắc đầu, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Mặc dù tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng khí chất lại tưởng như hai người. Khí chất của cô bé này, không giống với người phàm. Vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng từ trong xương tủy của cô gái, phản phất như vạn vật đều bị chận ngoài cửa hết thảy đều không được để vào trong mắt loại lạnh lùng này không hề giống sự lãnh đạm thờ ơ trong tính cách thật giống như là không có người hoặc vật nào mà nàng có thể coi trọng tất nhiên loại khí tràng này quả thực khiến cho người ta rất không thoải mái mà cô nàng nhiếp vô ưu của vân thành kia bà đã từng gặp qua không có khả năng có được khí tràng bực này mới đúng miệng nó cửu ca anh mau nhìn nơi cánh cửa có chuyện gì vậy? Đây không phải là cửu tẩu sao? Trong góc, đôi tay lâm khuyết trung lên một cái, làm đổ hết cả phân nửa ly rượu vang. Cho tới giờ khắc này, rốt cục tối nay tư dạ hàng mới thể hiện ra cảm xúc như một con người. Lập tức quay sang nhìn về phía cánh cửa. Một bên, nguyên phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội, du thiệu nghe vậy cũng hướng về cánh cửa nhìn lại, mặt đầy không cách nào tin tưởng, hả? Đó đó là nhíp tiểu thư. Lâm Khuyết, cậu chắc chắn chứ? Trong ấn tượng, vô luận là tóc húi cua ca hay là nhiếp vô ưu, đều là hình tượng nữ ma đầu, làm sao sẽ có thể cao quý ưu nhã như vậy? Đẹp đến quả thật là khiến cho lòng người mê say. Loại đệ nhất mỹ nhân thiên thủy thành như tầng hy viện, ở trước mặt người thiếu nữ này, quả thực là bị ép đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào. Hơn nữa, tướng mạo này đi cùng với phong cách ăn mặc này, nhìn qua liền tỏa ra khí áp, muốn sống chớ tiến vào. Chỉ đứng im tại chỗ, cũng không cần tỏ bất cứ thần thái hay hưa tay múa chân biểu đạt, cũng đã tỏa ra một vẻ cao ngạo khinh thường vạn vật từ trong cốt tủy tản mát ra. Nếu như là hội trưởng trọng tài hội độc lập 12 châu có loại khí tràng này, hắn cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng còn... Nhiếp vô ưu. Nói nhảm. Đương nhiên là tôi, à, ờ, chắc, chắc là vậy, lâm khuyết nhìn dung mạo và khí chất đẹp mà lạnh lùng đến tận xương kia của cô gái nọ vậy mà lại đột nhiên có chút không xác định rồi ngay vào lúc này tầm mắt của người thiếu nữ kia lướt qua phương hướng của bọn họ ánh mắt lâm khuyết trong lúc vô tình đối mặt cùng với cô mà đôi mắt của cô gái không hề để hắn ở bên trong đó chút nào giống như lâm khuyết chỉ là một người xa lạ không thậm ngay cả người cũng không tính mà giống như là không khí lâm khuyết có chút bối rối hễ cô ấy không biết mình con bà nó có ý gì cô ta có thân phận gì chứ xem thường tôi như vậy lâm khuyết cắn răng nghiến lợi quá khinh người một bên tư dạ hàng hơi nhíu mày bởi vì mới vừa rồi tầm mắt của cô gái cũng lướt qua anh trong một cái chớp mắt nhưng lại hoàn toàn là ánh mắt nhìn người xa lạ quảng quảng tối hôm qua anh mới vừa gọi điện thoại cho Oản Oản, nàng vẫn còn đang ở tại Vân Thành, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này. Huống chi, nàng đã đáp ứng với anh, tuyệt đối sẽ không tới Thiên Thủy Thành. Anh cũng chưa từng thấy bộ dáng và biểu cảm xa lạ này của Oản Oản. Cứ như thể là một người khác. Ân Duyệt Dung cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Dù gì thì Tần Hy Viện cũng đã sớm hận thấu xương đối với nhiếp vô ưu hôm nay cô ta lại còn tới cướp danh tiếng của mình làm sao hy viện có thể nhẫn nhịn được hầu gái vội vàng trấn an đại tiểu thư cô đừng nóng giận bất quá chỉ là một con ả hồ ly tinh có chút nhan sắc mà thôi làm sao có thể so với cô được tôi đây liền tới đuổi ả ta đi ngay dám đến một buổi yến hội như hôm nay quả thực là tự rước lấy nhục nghe tiếng khóe miệng tầng hy viện khẽ nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu chẳng lẽ tùy tiện một con chó hoang mèo hoang, cũng có tư cách khiến cho ta đây cảm thấy đau đầu choáng ván sao. Đại tiểu thư nói đúng lắm, chẳng qua chỉ là thứ A miêu A cẩu, sẽ có chút khiến cho sự kiện hôm nay trở nên kém sang. Lúc này, ả à hầu gái lập tức đầy vên váo hung hăng huỳnh huỳnh đi thẳng về phía dịp quảng quảng. Cô! Hầu gái cản đường cô gái nọ, đầy lạnh lùng trợn mắt lường cô một cái, là nhị tiểu thư nhiếp gia của Vân Thành đúng không? cô gái nọ cũng không lên tiếng, thật giống như căn bản không nhìn thấy ả hầu gái cản ở trước người. Nhiếp tiểu thư, thật xin lỗi, nơi này cũng không phải là địa phương mà người có thân phận như cô có thể tùy tiện tìm tới. Tôi nghĩ trước tiên cô phải làm cho rõ ràng, loại thân phận gì mới có thể tham dự loại sự kiện như thế này. Nhưng mà, cô gái đứng tại chỗ, thật giống như hoàn toàn coi ả hầu gái kia như là không khí, không hề có chút hứng thú muốn quan tâm hầu gái nghiêm mặt nói, nhiếp tiểu thư, tôi biết cô là nhị tiểu thư nhiếp gia Vân Thành. Bất quá, nơi này của chúng ta cũng không phải là yến hội thông thường, mà là dạ tiệc nội bộ dành cho cao tầng của trọng tài hội, người bình thường tuyệt đối không được tiến vào. Nếu như cô muốn tìm người mà nói, cũng xin mời đứng ở bên ngoài chờ yến hội kết thúc đi. Nếu như làm quấy rầy các vị khách quý, sợ rằng cho dù là toàn bộ nhiếp gia các người, cũng không tham nổi. Ả hầu gái vừa nói vừa vẫy tay gọi an ninh đến, mời nhiếp tiểu thư lập tức rời đi, nếu không tôi đành nhờ người ta mời cô đi ra ngoài rồi. Chỉ bất quá, một màn khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, bất ngờ không kịp đề phòng phát sinh, chỉ thấy lông mày cô gái nọ khẽ nhíu một cái, giơ tay phải lên. Còn không đợi ả hầu gái kia phục hồi lại tinh thần, cô đã hung hăng vả thẳng một cú tát ngay giữa mặt ả hầu gái. Bếp, một tiếng vang đầy thanh thúy mang đậm tính nghệ thuật, thu hút ánh nhìn của tất cả các quý vị khán giả. Thấy vậy, sắc mặt tần hy viện nhất thời biến đổi. Cái thứ chó hoang mèo hoang này, lại dám đánh hầu gái của mình một cái bạc tai. Lúc này nụ cười trên mặt tần hy viện càng nồng hơn. Quả nhiên là nha đầu quê mùa chưa từng va chạm xã hội. Cái đồ điếc không sợ súng. Một cái bạc tai này của cô ta. Sợ rằng cần dùng tính mạng của toàn bộ nhiếp gia để thay cô ta trả nợ. Cách đó không xa, đám người lâm quyết cũng thật sự sợ hết hồn. Cô nàng kia có phải là điên rồi hay không, đánh chó còn phải ngó mặt chủ đấy. Đánh con ả à hầu gái này một cái tác, nói chung cũng không có gì. Nhưng hầu gái này, lại là hầu gái của con gái của hội phó trọng tài hội đấy. Như vậy, thứ nhất, ở tại loại sự kiện này làm ra loại chuyện này đã không còn là chuyện của riêng cá nhân nữa. Đây cũng tương đương với việc quản quản đại biểu cho nhiếp gia, hung hăng đánh phó hội trưởng trọng tài hội một cái bạc tai. Hậu quả này, rốt cuộc cô ấy có nghĩ tới hay không vậy hả? Ngươi, ngươi, tiện nhân kia, ngươi dám đánh ta. Ả à hầu gái bụng mặt, căm tức nhìn người thiếu nữ nọ. Phiền phức, cút ngay. Thiếu nữ lường hầu gái một cái, hơi có chút mất kiên nhẫn mở miệng nói an ninh hầu gái la lớn một giây kế tiếp xuất hiện mười mấy vị nhân viên an ninh thân thủ bất phàm bao vây thiếu nữ lạ mặt kia lại chỉ bất quá thiếu nữ cũng không hề có chút thần sắc kinh hoảng nào càng thêm lộ ra vẻ coi nhẹ như mây gió thật giống như đang vừa xem vừa chê cười lui ra nương theo một tiếng trách mắng đầy nghiêm nghị medusa từ ngoài cửa sải bước đi tới các ngươi đang làm gì Medusa xuất thân con cháu thế gia nhà giàu của Thiên Thủy Thành, lại còn là đồ đệ của Dịch Linh Quân. Coi như là cao tầng trọng tài hội cũng phải cấp thể diện cho cô. Hầu gái thấy cô, lập tức tiến lên giải thích, "Xa xa tiểu thư, nữ nhân này tự tiện xông vào dạ tiệc. Cô ta còn đánh tôi, tôi phải cho người bắt cô ta lại." Medusa lạnh mặt nói, "Bắt cô ấy." "Cô ấy là bạn ta." "Bạn cô?" ả hầu gái lập tức quay sang cầu cứu tần hy viện sau khi nhận được sự cho phép của tần hy viện nụ cười trên mặt tản đi nói xa xa tiểu thư hẳn là cô cũng biết đây là loại sự kiện như thế nào cô ta đánh tôi một cái tác cũng tương đương với đánh tần đại tiểu thư một cái tác tương đương với đánh phó hội trưởng một cái tác tôi nghĩ xa xa tiểu thư hẳn không thích hợp quản loại việc vớ vẩn này hơn nữa tôi cho là Xa, xa tiểu thư hẳn là nên lập tức đoạn tuyệt quan hệ bạn bè cùng thứ người như vậy. Nếu không, chính mình chọc vào phó hội trưởng là chuyện nhỏ, làm mất thể diện của dịch hội trưởng là chuyện lớn. Trong lúc nói chuyện, xa xa bỗng nhiên cười lớn, mới vừa muốn mở miệng nói gì, trong đám người lại truyền tới loạt tiếng bật thốt lên. Dịch hội trưởng đến rồi. Xin chào hội trưởng đại nhân. Giờ phút này, Dịch Linh Quân với một thân áo dài trắng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bất quá, chú ý có thể thấy, có thể phát hiện được tốc độ bước đi của ông ta càng lúc càng nhanh. Hội trưởng, nhìn thấy Dịch Linh Quân, tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể, đều rối rít nhìn về phía ông ta giống như nhìn một vị thần vậy. Không bao lâu, một người bưng ly rượu ra nghênh đón, sau khi nhìn thấy Dịch Linh Quân, thấp giọng cười, hội trưởng đã lâu không gặp người nói chuyện chính là tần hội phó của trọng tài hội tần hội phó cũng không ngờ tới yến hội lần này dịch hội trưởng lại tự mình hiện thân xin chào hội trưởng sau khi tần hy viện nhìn thấy dịch linh quân lập tức tiến lên cung kính thăm hỏi từng dịch linh quân hờ hững đáp một tiếng mắt thấy tần hội phó còn muốn tiếp tục mở miệng nói gì dịch linh quân cười cắt ngang hôm nay tôi tới đây chủ yếu là có một số việc cần phải thanh minh và xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được. Nghe tiếng, tầng hội phó gật đầu liên tục đáp, hội trưởng trăm công nghìn việc, vẫn ưu tiên xử lý công việc trước. Rất nhanh, dịch linh quân đi lên khu vực trung ương. Đảo mắt qua toàn trường một cái. Từ sau khi dịch linh quân lên đài, hội trường của buổi yến hội trong nháy mắt yên tĩnh lại, lại cũng không có chút tạp âm nào. Dạ hội hôm nay, chủ yếu là để giải trí. Bất quá, tôi vẫn đành xuất hiện một chút, làm ảnh hưởng tới sự hưng phấn của mọi người. Dịch Linh Quân mở miệng nói. Hội trưởng nói cái gì vậy? Ân Duyệt Dung hướng về Dịch Linh Quân cười nói. Nghe tiếng, Dịch Linh Quân khẽ vuốt cầm, tin rằng chuyện ở Vân Thành, mọi người cũng đều đã nghe thấy rồi. nhắc đến chuyện xảy ra tại Vân Thành, mọi người tại đây đều sững sờ. Loại đại sự này, đương nhiên là không ai không biết nhất là những vị cao tầng trọng tài hội như bọn họ, há có thể không rõ ràng. Tôi còn nhớ, chuyện này là do quản lý ân tự mình đến tận nơi xử lý. Dịch Linh Quân nhìn về phía Ân Duyệt Dung. "Hội trưởng, đúng là như vậy." Ân Duyệt Dung gật đầu thừa nhận. Võ đạo Liên Minh công hội Vân Thành làm việc vô cùng khác người, nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở chúng ta, khiến chúng ta tự hỏi một vài chế độ và quy củ độc lập châu lưu truyền đến nay có còn hợp lý hay không? Có phải là cần tiến hành một chút cải tiến hay không? Dịch Linh Quân chậm rãi nói. Dịch Linh Quân vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều cả kinh. Những quy củ và chế độ tại Độc Lập Châu này đều là do lão tổ tông lưu truyền xuống, há có thể sửa đổi? Hội trưởng, những quy củ này. Một vị cao tầng vội vàng nhìn về phía Dịch Linh Quân can ngăn. Nhưng mà Dịch Linh Quân lại liếc cả cao tầng đang nói một cái, lời tôi nói, vẫn chưa nói hết, hy vọng cậu không cắt ngang thêm lần thứ hai. Vân vân vân. Dịch Linh Quân tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, quản lý tư, tư dạ hàng đến tìm tôi, đưa ra một số nghi vấn về quy củ và chế độ, về vấn đề lập pháp. Mà những nghi vấn này đều nhắm vào những chỗ không còn hợp lý. Tư dạ hàng. Nghe tiếng, ánh mắt không ít cao tầng đồng loạt rơi vào trên người tư dạ hàng. Ân hành âm thầm cười lạnh không thôi. Cái tên tư dạ hàng này, quả nhiên là to gan lớn mật, lại dám có nghi ngờ đối với chế độ và quy củ của độc lập châu, hơn nữa còn để đến tai dịch hội trưởng, quả thật chính là tự tìm đường chết. Xem ra, lần này dịch hội trưởng tới đây, chủ yếu là vì phê bình, thậm chí trừng phạt tư dạ hàng. Ánh mắt ân duyệt dung đầy sắc bén, quay sang nhìn tư dạ hàng. Ha ha! Quản lý tư thật sự cho là như vậy sao? Từ xưa đến nay, chế độ và quy củ độc lập châu. Bảo đảm cho độc lập châu được truyền thừa. Sửa đổi quy củ, quả thực là một chuyện tiếu lâm. Không sai, quản lý tư, sự can đảm của cậu, cũng có phần quá lớn rồi. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, đối với ý kiến dự thảo sửa đổi mà quản lý tư đề cập, sau khi tôi thẩm định, nói chung là cũng không ghét thậm chí cảm thấy có một chút không tệ. Sau khi dịch linh quân dứt tiếng, đám cao tầng vốn còn đang phê phán tư dạ hàng, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Hôm nay dịch hội trưởng tới đây, không phải là vì phê phán tư dạ hàng. Đa tại dịch hội trưởng. Tư dạ hàng hướng về dịch linh quân nói. Xem ra, trước đó là anh suy nghĩ nhiều, dịch linh quân không thể nào là cái loại người lấy việc công trả thù riêng được. Được rồi, chuyện công việc trước tiên tạm thời tôi chỉ nói tới chỗ này về phần chi tiết cụ thể cần chúng ta thương lượng rõ ràng trên bàn hội nghị đương nhiên trừ chuyện này ra còn có một chuyện riêng khác dịch linh quân nói đến đây khẽ mỉm cười là chuyện liên quan đến con gái tôi dịch linh quân nói xong mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc rồi tuy nói dịch hội trưởng vẫn chưa lấy vợ cũng không nghe nói có quan hệ qua lại cùng với bất kỳ người phụ nữ nào nhưng vẫn luôn có một tin đồn nói dịch linh quân có một đứa con gái bảo bối đương nhiên mọi người cũng chưa từng kiểm chứng hay điều tra về chuyện dịch hội trưởng có con gái dù sao tin đồn chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi ân duyệt dung nhìn về phía dịch linh quân nói trước nghe được tin đồn trên phố đều nói dịch hội trưởng có một đứa con gái chưa từng nghĩ lại là sự thật. Dù sao, dịch linh quân vẫn chưa lấy vợ, đối với loại tin đồn này, cũng không có một ai dám tự mình đi hỏi dịch linh quân. Lỡ như không phải là thật, há chẳng khác nào bọn họ chụp thẳng một cái mũ lên đầu vị hội trưởng trọng tài hội này. Đối với vấn đề này, tư dạ hàng như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, anh từng ghé thăm dịch linh quân, mà dịch linh quân cũng từng chủ động nói với anh một số vấn đề có liên quan tới con gái của ông ta, về phần Diệp Quảng Quảng, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại sớm đã ói hỏng bét từ lâu. Nếu như không phải là chính dịch linh quân đồn ra loại tin tức này, ai sẽ có thể đi hỏi thăm ra được những vấn đề riêng tư của lão ta? Ha ha! Dịch linh quân khẽ mỉm cười, con gái tôi từ nhỏ đã được tôi đưa ra nước ngoài, vẫn luôn trưởng thành và phát triển ở ngoại quốc, nói chung cũng được tính là có một chút thành tựu. Chẳng qua là, Trước đó cha và con gái chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, nhiều năm không hề có liên hệ. Bây giờ mâu thuẫn được hóa giải, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Dù sao, con gái cũng không thể nào rời bỏ được người cha già này, lặng lội đường xa vạn dặm tới đây. Con gái thời thời khắc khắc nhớ nhung cha, mà làm cha, tự nhiên cũng hy vọng con gái có thể trở lại quê nhà, sớm hôm quay quần đoàn tụ. Dịp quảng quảng Bản lãnh nói bừa của lão ma đầu này Quả nhiên là có bài có bản. Dịch hội trưởng có ý tứ là Nghe nói như vậy, một vị cao tần như có điều suy nghĩ. Dịch hội trưởng nói lời này. Thật giống như không nói gì, chẳng qua chỉ là kể chuyện nhà, nhưng thật sự có lẽ không phải vậy. Trọng điểm của ông ta là, ông ta vô cùng coi trọng đứa con gái này, hơn nữa con gái ông ta có thành tựu lớn, có bản lãnh lớn. Ở trong loại sự kiện này, khen con gái của mình như vậy dọn đường long trọng như vậy để con gái ra mắt chỉ sợ chẳng lẽ là muốn để con gái tiến vào vòng tròn trọng tài hội chấp chưởng đại cuộc sao thần sắc tần hội phó hơi có chút khó coi trong trọng tài hội dịch linh quân không nghi ngờ chút nào là người đứng đầu đại biểu cho quyền lực tuyệt đối còn hắn ta chỉ là người đứng thứ hai dưới một người trên vạn người nếu như dịch linh quân thoái vị trong tương lai chức vụ hội trưởng kia hẳn là hắn sẽ có cơ hội thu vào tay nhưng hiện tại dịch linh quân lại bỗng nhiên đem con gái từ nước ngoài gọi trở về lại nói những lời này kẻ ngu đều có thể nghe ra được ý tứ đây là dịch linh quân đang muốn trọng điểm bồi dưỡng con gái của mình chẳng lẽ sau này ông muốn con gái tiếp nhận vị trí của mình tuy nói mỗi một đời hội trưởng đều là do cao tầng biểu quyết bầu ra nhưng nếu như dịch linh quân nguyện ý với thủ đoạn và danh vọng của ông ta, hoàn toàn có thể giúp cho con gái của mình được bầu làm hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Sau một hồi trầm tư, thần sắc tần hội phó mới khôi phục lại như thường. Đây chỉ là suy đoán của cá nhân hắn mà thôi, sẽ chưa chắc là sự thật. Cũng có thể, dịch hội trưởng vẹn vẹn chỉ đang muốn tuyên cáo cho mọi người biết, ông ta có một đứa con gái mà thôi. Tần Hy Viện nhìn về phía dịch linh quân, vội vã mở miệng hỏi, hội trưởng đại nhân lại có một cô con gái. Vậy, không biết tỷ ấy đang ở nơi nào, có tham gia buổi yến hội tối hôm nay không? Con gái của dịch hội trưởng, cô nhất định phải coi trọng hơn mới được, cũng nhất định phải kết giao một phen. Vân Mạc, còn không qua đây. Rất nhanh, dịch Linh Quân nhìn về phía người thiếu nữ ở trước hội trường, mở miệng cười nói. Vân thưa cha. Cô gái mặt không cảm xúc, thật giống như không coi ai ra gì, đi về phía dịch linh quân vào giờ phút này ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người cô gái có vẻ cao cao tại thượng khinh thường vạn vật kia sự lạnh lùng và cao ngạo từ sâu tận trong xương tủy một uy áp muốn sống chớ chọc vào phối hợp với gương mặt đầy quyến rũ kia của cô cứ như là một nữ thần không thể xâm phạm chẳng cần phải làm gì cũng đã đủ để chặn tất cả mọi người ở ngoài cửa cô ta ánh mắt tần hy viện rơi vào trên người cô gái trẻ kia, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cô gái này, Con gái này không phải là nhiếp vô ưu của nhiếp gia Vân Thành sao? Làm sao lại trở thành con gái của dịch linh quân rồi? Không đúng. Mới vừa rồi, hội trưởng dịch linh quân nói cô ta tên là gì, Vân Mạc. Hơn nữa, từ nhỏ đã được dịch hội trưởng đưa ra nước ngoài, làm sao sẽ có thể là nhiếp vô ưu? Nhưng, tướng mạo kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ả à hầu gái ở bên cạnh đã sớm đờ đẫn tại chỗ nhìn về phía cô gái đang từng bước một đi hướng vào bên trong hội trường trên gương mặt phủ đầy sự hoảng sợ ngập tràn cô gái này không phải là nhiếp vô ưu mà là thiên kim ái nữ của dịch hội trưởng dịch vân mạc nhưng cô gái liếc tầng hy viện đang ngăn cản ở bên người một cái trong mắt hiện ra một sự chán ghét nồng đậm trên mặt vẫn là vẻ lạnh giá thấu xương Vẻn vẹn một chữ, thật giống như đã đủ đẩy người ta vào hầm băng lạnh buốt Tần hy viện còn chưa kịp tỉnh hồn lại, sửng sốt thấy rõ Cô, cản đường rồi Thiếu nữ kia lạnh lùng nói Dưới áp lực và bầu không khí không cho phép chối từ như vậy Tần hy viện bỗng theo bản năng nhường đường cho cô gái kia Con bà nó, không thể nào đâu Cô ấy không phải là nhíp vô ưu Lâm Khuyết nhìn chầm chầm cô gái trẻ giống như nam cực phủ đầy băng tuyết kia, thần sắc không khỏi đầy kinh ngạc. Cửu ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy không phải là cửu tẩu sao? Không có khả năng. Dung mạo quá giống nhau rồi đi. Không không không, cũng không đúng, làm sao cửu tẩu có thể có khí tràn kinh khủng như vậy? Nhất cử nhất động này, thậm chí chỉ một ánh mắt, cũng quá kinh con mẹ nó khủng mới vừa rồi ánh mắt cô ấy nhìn tầng hy viện quả thật là ngay cả tầng hy viện cũng không được xem như một con người thật sự không giống như là cửu tẩu lâm quyết lẩm bẩm trong miệng nào chỉ là nhìn tầng hy viện tôi có cảm giác trừ hội trưởng dịch linh quân ra căn bản là cô ấy không xem bất cứ một ai trong chúng ta như một con người cả thế này cũng quá cuồng vọng lớn lối chân mày du thiệu hơi nhăn lại ông ta sống lâu như vậy còn chưa từng thấy một thiếu nữ nào không để ai vào trong mắt như thế, nhìn một cái đã biết, tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó. Con bà nó, đó nhất định chính là một loại cảm giác ưu việt từ trong xương tản ra có được không? Khí tràng kia, thật sự cũng quá giống với cửu ca rồi đi. Không đúng, quả thật là so với cửu ca hung tợn hơn gấp trăm lần. Không, một ngàn lần. Lâm Khuyết nói. Cửu ca là nội liễm, còn cô gái kia là hoàn toàn không hề che giấu chút nào. Trong lúc nói chuyện, tư dạ hàng lãnh đạm liếc nhìn Lâm Khuyết một cái. Cửu ca, tôi không phải là có ý đó, ý tôi nói là cô gái kia cũng quá đáng rồi. Lâm Khuyết lập tức giải thích. Giờ phút này, ân duyệt dung nhìn chầm chầm người thiếu nữ đang chậm rãi đi tới bên người dịch linh quân, trong mắt hơi có chút nghi ngờ. Thời điểm tại Vân Thành, đích thân bà đã quan sát nhiếp vô ưu nhiếp vô ưu đúng là rất đẹp nhưng cũng không có hoàn toàn để lộ vẻ đẹp của mình ra mà cô bé này thì lại hoàn toàn bất đồng đã đem vẻ đẹp của chính mình biểu hiện đầy tinh tế hơn nữa nhiếp vô ưu cũng không hề tạo ra áp lực gì đáng kể nhưng còn cô gái này loại uy áp phát ra này là sự lạnh lùng từ trong xương cứ như thể từ khi vừa ra đời đã được định sẵn sẽ trở thành người lãnh đạo tối thượng nhất là thời điểm ánh mắt cô ấy nhìn người khác cái loại lạnh lùng từ trong cốt tủy này không giống như là giả vờ cô bé này tướng mạo xinh đẹp đến tột độ nhưng tính cách lại tựa hồ như cao lãnh vạn phần trừ cha của mình xem thường bất luận kẻ nào cũng còn may mới vừa rồi bà không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ bất quá ân duyệt dung vẫn còn nghi vấn trong lòng ở trên đời này làm sao sẽ có thể có hai người với tướng mạo tương tự như thế chẳng lẽ trong chuyện này có chút cổ quái cô bé này rốt cuộc có phải là con gái của dịch hội trưởng hay không hay nói cách khác cô ấy là nhiếp vô ưu cha rất nhanh thiếu nữ đi lên đài vòng qua cánh tay của dịch linh quân lúc này vẻ lạnh lùng trong mắt mới tản đi một chút trở nên nhu hòa hơn con gái ngoan giới thiệu chính mình cùng mọi người một chút đi dịch linh quân cười nói nghe vậy cô gái liếc nhìn mọi người một cái có chút ấm ức nói cha con nghĩ chuyện này dường như cũng không cần thiết gì tiền đề để giới thiệu chính mình là có người quen biết mà con muốn kết giao nhưng cha thật xin lỗi trước mắt con còn chưa phát hiện được người như vậy vân mạc đừng không hiểu chuyện như vậy dịch linh quân gương mặt cô gái càng thêm lạnh lùng cha hẳn cha cũng biết từ nhỏ tới lớn cho tới bây giờ con cũng chưa từng hiểu chuyện. Khi, các vị, hết sức xin lỗi, con gái bảo bối này của tôi, được nuông chiều từ bé. Đối mặt với loại sự kiện thế này, có khả năng còn chưa được quen cho lắm, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Thần sắc dịch linh quân có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong con ngươi lại không có chút trách cứ nào. Nghe tiếng, một vị cao tầng lắc đầu liên tục, lập tức vội vàng mở miệng cười nói, dịch hội trưởng nói gì vậy, vân mạc tiểu thư khí chất bất phàm tác phong làm việc lại càng không giống người bình thường có cá tính của riêng mình bây giờ có thể có được một cô con gái có chủ kiến của riêng mình như vậy thật sự là rất hiếm thấy đúng 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 quản lý cao nói đúng tôi cho là loại tính cách này nhất định là thiết diện vô tư vô cùng thích hợp gia nhập trọng tài hội chúng ta đảm nhiệm chức vụ trọng yếu trong lúc nhất thời tất cả mọi quản lý đều rối rít phụ họa ca tụng. Những ánh mắt vốn toàn bộ đều tập trung ở trên người Tần Hy Viện cũng lập tức rút đi, như thể dịch chuyển tức thời vậy. Có một vị quản lý tuổi tác tương đối lớn, giống như lơ đảng hỏi một câu, hội trưởng, lệnh thiên kim ưu tú như thế, chắc hẳn nhất định là hoa đã có chủ chứ. Những người bên cạnh cũng hồ theo, ai già, cũng không biết là ai có cái phúc khí đó, có thể được dịch tiểu thư coi trọng. Dịch Linh Quân quay sang nhìn con gái bên cạnh mình một cái, mở miệng nói, ha ha, tôi thật sự rất hy vọng có thể có một người bên cạnh quan tâm chăm sóc cho con bé. Chỉ tiếc, vẫn chưa gặp được người yêu thích. Nói bóng gió, chính là đang ế chèo queo, chưa có bạn trai đúng không? Thiên kim của dịch hội trưởng, con gái bảo bối duy nhất của dịch hội trưởng, vậy mà lại có thể vẫn còn độc thân. Nghe được tin tức này, nhất thời ánh mắt không ít người đều sáng lên mà đối mặt với sự quan tâm và lấy lòng của mọi người, từ đầu tới cuối dịp quảng quảng đều để một vẻ mặt không để bất cứ ai trong mắt. Chẳng qua là, dịch linh quân ở cách nàng rất gần, cho nên không hề bỏ lỡ một động tác nhỏ của nàng. Dịch linh quân ho nhẹ một tiếng, vừa cùng mọi người hàng huyên. Vừa ung dung thản nhiên mà tiến tới bên tai dịp quảng quảng, hạ thấp giọng nhắc nhở một câu, con gái ngoan, thu liễm một chút. Dịp quảng quảng, thu liễm cái gì? dịch linh quân ánh mắt con nhìn quản lý tư diệp quảng quảng con nhìn người đàn ông của mình thì đã sao dịch linh quân nhìn nữa là rất công lê đó diệp quảng quảng yên tâm không rớt được dầu gì số công lê cũng đủ để chứa đầy một tủ quần áo chớ xem thường con có được không lại nói cũng không thể trách nàng được thật sự là không có cách nào mà hôm nay tư dạ hàng thật sự là quá đẹp trai rồi đại khái bởi vì buổi dạ hội hôm nay tương đối quan trọng. Tư dạ hàng mặt một thân âu phục xa hoa hiếm thấy, vẻ mệt mỏi trên gương mặt khiến cho nàng đau lòng kia, không chỉ không hề ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh, mà ngược lại càng khiến cho anh có thêm một tầng cám dỗ. Dịch Linh Quân dẫn Diệp Quảng Quảng đi xuống dưới dài, đi vào trong đám người. Đáy mắt như có ánh sao lóe lên, ngay sau đó bày ra vẻ của một người cha hiền, đầy trịnh trọng và trang nghiêm nói rằng, thật không dám giấu giếm, tâm sự lớn nhất hiện tại của tôi chính là hôn sự của vân mạc chẳng qua là ánh mắt đứa nhỏ này quá kén chọn thật sự là khiến cho kẻ làm cha này nhức đầu không thôi mà lời này không thể nghi ngờ chính là một viên đá tảng làm giấy lên ngọn sóng lớn ngập trời nghe được lời này của dịch linh quân người sáng suốt có ai còn có thể không hiểu hội trưởng vội vã đem dịch vân mạc tìm về đây sợ rằng mục đích chủ yếu là để tìm chồng cho con gái còn không phải sao Hội trưởng nghe ngài nói lệnh thiên kim đẹp như vậy lại có năng lực như vậy ánh mắt cao hơn một chút là việc không thể bình thường hơn huống chi dù sao cũng là muốn tìm người sẽ làm bạn suốt đời dĩ nhiên là phải cẩn trọng chọn lựa không sai huống chi thiên thủy thành chúng ta thanh niên tuấn kiệt nhiều như vậy hôm nay cũng đến không ít dịch tiểu thư hoàn toàn có thể quen biết nhiều người hơn một chút lúc này mấy gã đàn ông trẻ tuổi mới vừa nãy còn đang vây ở bên cạnh tầng hy viện ân cần hỏi han lập tức quẩy đuôi chó đi sang bên này trong đó có một gã thân sĩ mặc âu phục màu xám tro phong độ nhanh nhẹn đầy ôn nhu tiếp cận dịch tiểu thư tôi tự giới thiệu mình một chút tôi là quản lý của trọng tài hội là người địa phương tại thiên thủy thành rất quen thuộc đối với nơi này dịch tiểu thư cô vừa trở về nếu như cần người dẫn đường tôi luôn sẵn lòng nguyện ý ra sức giúp cô Thấy lại có thế có người đã chủ động tự đề cử mình, những người khác cũng nhất thời đứng ngồi không yên rồi, rối rít tiếng lên tiếp lời. Mắt thẩm mỹ của Dịch Tiểu Thư thật tuyệt, bộ đồ này thật sự là quá đẹp. Dịch Linh Quân bên kia cũng có không ít các vị cao tầng lớn tuổi hàng huyên, hội trưởng, con trai tôi cũng đã ở nước ngoài nhiều năm, nói không chừng cũng sẽ có điểm chung nào đó với Lệnh Thiên Kim. Ồ, thật sao? Dịch Linh Quân cũng không hề cự tuyệt ai khách khí trò chuyện với từng người một, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc tuyển chồng cho con gái. Diệp Quảng Quảng nhìn mà không còn lời nào để nói. Chẳng lẽ thật đúng là lão ta dự định tuyển chồng cho nàng thật sao? Trời má, hỏi thăm nghiêm túc như vậy làm cái gì? Thái độ này của Diệp Linh Quân, quả thực là e sợ thiên hạ không loạn. Gương mặt Diệp Quảng Quảng vẫn là tạo hình tượng lãnh ngạo, chân mày hơi hơi nhíu lại, mở miệng nói, cha, con qua bên kia một chút người đã đẹp, thì ngay cả một cái trao mày cũng đẹp đến cực hạn. Một chút mất kiên nhẫn nơi đáy mắt kia, giống như là giọt sương đêm động trên cánh hoa hồng, khiến cho những vị thân sĩ nổi tiếng vây chung quanh nàng bỗng trở nên ngây ngẩn thất thần. Dịch Linh Quân lập tức ân cần hỏi thăm, vân mạc. Sao vậy? Không thoải mái sao? Không khí nơi này không tốt. Diệp Quảng Quảng thuận miệng ném câu tiếp theo, rồi lập tức sải cao giày cao gót, thẳng bước rời đi nói bóng gió, chính là ngại nơi này ồn ào. Dịch Linh Quân bất đắc dĩ chống đỡ, đứa nhỏ này, tính tình đúng là quá cô tịch rồi. Phương thức và cách nói chuyện của cô gái, tuy là khiến cho người khác rất không thoải mái, nhưng cũng hoàn toàn không một ai dám nhiều lời. Dù sao, cái cô nàng dịch vân mạch này cũng không nhằm vào đích danh một người nào, mà là nhằm vào tất cả mọi người ở đây. Cũng không một ai nguyện ý đi lên làm chim đầu đàn cùng nàng lý luận mấy câu. Dù cho cái tính tính này của nàng, phách lối như ngọn lửa, lãnh ngạo như hàng băng, nhưng lại khơi dậy khát vọng chinh phục của không ít người đàn ông. Tần hy viện đẹp thì có đẹp, nhưng thật không có cá tính, giống như một bông hoa tươi được tỉ mỉ tẩn mẫn nuôi trồng trong nhà kính. Huống chi, vô luận là bàn về xinh đẹp, hay là bàn về gia thế, tần hy viện và dịch vân mạc đều khác nhau như trời vực, không cách nào đánh đồng với nhau. Xem ra, từ hôm nay trở đi, danh xưng đệ nhất mỹ nhân thiên thủy thành, đệ nhất danh viện thiên thủy thành, tất cả đều sẽ phải đổi sang cho người khác rồi. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Diệp Quảng Quảng vừa vặn đi về phía ân hành và tầng hy viện. Khi cô gái từng bước một đến gần, khí tràng và khuôn mặt xinh đẹp kia càng làm cho thần hồn người ta điên đảo. Tất cả đám đàn ông đứng gần ân hành không khỏi siết chặt ly rượu. Mắt thấy thiếu nữ nọ chạy tới trước mặt, trong đám người, ân hành bưng ly rượu tiến lên một bước cực kỳ nho nhã hướng về phía cô gái nâng ly dịch tiểu thư tôi gọi là ân hành là con trai của quản lý ân duyệt dung nhưng mà thiếu nữ nọ lại hoàn toàn coi ân hành như là không khí thật giống như không được hắn cũng chưa từng nghe thấy âm thanh của hắn hình ảnh ân hành bị ngó lơ tất nhiên đã rơi vào trong mắt của mọi người mọi người không khỏi thổn thức không thôi lại có thể trực tiếp bị quan cục lơ sao. Đây chính là người đàn ông được tần tiểu thư để mắt đến đấy. Dịch vân mạc ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái. Xin nhờ, ánh mắt của dịch tiểu thư khẳng định là cao hơn tần tiểu thư rất nhiều, có cái gì kỳ quái đâu. Hơi có chút lúng túng, ân hành chỉ có thể khẽ mỉm cười, làm bộ như không thèm để ý, thu hồi ly rượu. Tần hy viện nghe những lời bàn tán xung quanh. Sắc mặt càng thêm khó coi, thời điểm ánh mắt nhìn về phía ân hành cũng có chút bất thiện làm sao có ý đồ gì à tần hy viện nhìn ân hành một cái ân hành hơi sững sờ ngay sau đó lắc đầu lãnh đạm bình tĩnh như thường nói tần tiểu thư dù sao vị này cũng là con gái của dịch hội trưởng tôi mời rượu đây là chuyện nên làm về phần cô ấy đáp lại ra sao cũng không có liên quan gì tới tôi là một người đàn ông hắn tự nhiên bị một người con gái đẹp như Dịch Vân Mạc hấp dẫn. Nhưng đối với hắn mà nói, Dịch Vân Mạc không khác nào một đám mây trên trời cao, có thể ngắm nhìn nhưng không thể với tới được. Mà Tần Hy Viện thì đã là vật trong túi của hắn. Dưới tình huống này, hắn không có khả năng vì Dịch Vân Mạc mà đi đắc tội với Tần Hy Viện. Ồ, cũng rất khéo ăn khéo nói đấy. Tần Hy Viện hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, làm sao cô lại có thể không biết được tâm tư của ân hành cơ chứ? Hôm nay đáng lẽ cô mới là người phụ nữ được chú ý nhất, hưởng thụ ánh mắt khát khao truy đuổi của tất cả cánh đàn ông. Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, từ trên trời rơi xuống một con ả gọi là dịch vân mạc. Đám đàn ông một giây trước còn vây quanh trước mặt cô, vậy mà lại phản bội chuyển sang theo chân dịch vân mạc. Thậm chí ngay cả ân hành cũng không ngoại lệ. Nơi dịp quảng quảng đứng, có không ít cao tầng trọng tài hội nhau nhau muốn thử, nhưng lại không có một ai dám đi chuyện trò cùng cô con gái bảo bối này của dịch linh quân. Thứ người như vậy, lạnh như là một khối hàng băng, xem thường bất luận cái gì ở đây. Thử bắt chuyện cùng nàng, căn bản là tự rước lấy nhục. Cửu ca. Cô ấy chắc là cửu tẩu đi. Ở trên thế giới này, trừ sinh đôi, không có khả năng có hai người với tướng mạo giống nhau như đúc mới đúng. Cách đó không xa, Lâm Khuyết nhìn chầm chầm tư dạ hàng, mặt đầy nghi ngờ nói. Ánh mắt tư dạ hàng. Rơi vào trên người thiếu nữ, yên lặng không nói một lời. Tư dạ hàng vô cùng khâm phục kính trọng đối với hội trưởng trọng tài hội, dịch linh quân, cũng không cho là dịch linh quân sẽ đi nói láo lừa gạt mọi người. Chỉ bất quá, bằng vào trực giác của anh, cô gái kia, không thể nào là cái gì mà dịch vân mạc. Như thế, chỉ có hai cách giải thích người mà dịch linh quân mới vừa nhắc đến, con gái dịch vân mạc đã đi đâu đó, có thể là dịp quảng quảng thông qua thủ đoạn nào đó, lừa gạt dịch linh quân, lúc này mới trở thành dịch vân mạc. Trừ điều đó ra, còn có một khả năng khác, đó chính là hội trưởng dịch linh quân. Thật sự đang lừa gạt mọi người tại đây. Nhưng mà, tại sao? Sau khi dịch linh quân cùng mọi người hàng huyên một phen, lập tức chạy đi tìm con gái bảo bối của mình làm sao lại trò chuyện lâu như vậy chứ dịp quảng quảng lầu bầu than phiền còn không phải là đến rồi đây sao con gái ngoan sao vậy rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm cha hỗ trợ dịch linh quân có chút mong đợi hỏi dịp quảng quản gật đầu liên tục có nhanh giới thiệu giúp cho con làm quen với tư dạ hàng đi dịch linh quân cha thấy người bị tâm thần phân liệt là con đó con gái ngoan dịp quảng quản quá khen quá khen con chẳng qua chỉ là trò giỏi hơn thầy. Dịch Linh Quân Quản lý tư Thời điểm tư dạ hàng còn đang trầm tư, dịch Linh Quân gọi. Tư dạ hàng khẽ vuốt cầm, đi tới bên cạnh dịch Linh Quân, không khỏi liếc mắt nhìn cô gái bên người ông ta. Hội trưởng Tư dạ hàng nói Quản lý tư, ý kiến đoạn thời gian trước của cậu, tôi sẽ cân nhắc. Người trẻ tuổi thường có sự can đảm lớn một chút, tư tưởng có vượt mức quy định cũng không phải là chuyện xấu. Dịch Linh Quân cười nói. Cảm ơn hội trưởng đã ủng hộ. Tư dạ hàng khách sáo. Đúng rồi, xin giới thiệu, vị này là con gái tôi, Dịch Vân Mạc. Dịch Linh Quân chỉ vào dịp quảng quảng ở bên cạnh. Giờ phút này, cách đó không xa, ân hành thấy một màn như vậy, chân mày hằng lại, trong mắt âm trầm một mảnh. Lão già dịch hội trưởng này, làm sao lại đem con gái mình giới thiệu cho tư dạ hàng làm quen? Chính mình thật vất vả mới lấy được sự vui vẻ của tầng hy viện, nếu như là tư dạ hàng câu được dịch vân mạc, vậy thì hết thảy liền trở thành hư vô. Dịch tiểu thư Tư dạ hàng nhìn về phía dịch quảng quản, giống như đang mang đeo mặt nạ, vẽ băng xương trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa tâm tình nào, một khí chất đầy cấm dục và không dính khói bụi trần gian. Dịp quảng quảng chẳng qua chỉ liếc tư dạ hàng một cái. Chợt quay đầu, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng mà trong nội tâm lại là. Gào. Thật là đẹp trai. Ăn mặt đẹp mắt như vậy để làm gì? Hiện tại nàng lại không thể cởi. Không được. Tráng nhịn Tạo hình nhân vật của nàng không thể hỏng. Nhìn thấy tình cảnh này, ân hành mới vừa rồi còn có chút khẩn trương, nhất thời âm thầm cười lạnh trong mắt tràn đầy vẻ dẻo cợt và kinh thường. Cô nàng dịch vân mạch kia, lãnh ngạo tận xương như vậy, trong mắt không có ai, làm sao sẽ có thể phản ứng lại tư dạ hàng. Coi như cái tên tư dạ hàng kia có bản lĩnh lại ưu tú hơn nữa thì đã sao? Chỉ tiếc. Ánh mắt quá kém, hết lần này tới lần khác lại vì một ả đàn bà mà phá hủy hết thảy. Nếu không, nếu thật sự để cho tư dạ hàng leo lên được tầng hy viện, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Về phần dịch vân mạc, mặc dù tối nay xuất hiện cực kỳ khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng rất hiển nhiên, dịch vân mạc cũng không có ý tứ kết giao cùng bất luận kẻ nào ở nơi này, cho nên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tư dạ hàng, cuối cùng vẫn sẽ phải chấp nhận số phận bị hắn dẫm ở dưới chân. Dịch Linh Quân nhìn về phía dịp quảng quảng, không khỏi cười một tiếng. Kiểu làm bộ làm tịch này, chẹp chẹp, đúng là có vẻ hoàn toàn không có hứng thú không hổ là đồ đệ kim con gái của mình, có được bản lĩnh bằng một nửa của mình. Lúc này, cùng với tiếng nhạc du dương vang lên, chiến hội tối nay chính thức bắt đầu. Tần Hy Viện Tiểu Thư, không biết tôi có thể mời cô cùng nhảy chung hay không? Không bao lâu, đã có không ít thanh niên nồng cốt của trọng tài hội, tiến tới bên người Tần Hy Viện, muốn mời Tần Hy Viện nhảy chung. Tuy nói, Tần Hy Viện là đi tới cùng ân hành, nhưng đại đa số người ở đây cũng không từ bỏ ý định về phần dịch vân mạc sau khi chứng kiến một hồi dựng vách tường đuổi khách kia rất hiển nhiên cơ hồ tất cả mọi người đều né xa tranh thủ vòng quanh tìm kiếm cơ hội khác không cần đâu tôi đã có bạn nhảy cảm ơn tầng hy viện cười đầy lãnh đạm vô cùng lễ phép từ chối bạn nhảy của tầng hy viện tiểu thư hẳn là ân hành sao trong lúc nhất thời mọi người tại đây không khỏi nhìn về phía tầng hy viện và ân hành ân hành nhếch cao khóe miệng, phong độ mười phần, hai người hấp dẫn ánh mắt của đại đa số người. Ngay sau đó, chỉ thấy ân hành đầy nho nhã đưa tay ra, với tới tầng hy viện. Thấy ánh mắt của mọi người lần nữa trở lại trên người của mình. Sắc mặt của tầng hy viện lúc này mới dễ nhìn một chút, đầy ưu nhã đem tay của mình nhẹ nhàng khoác lên trên tay của ân hành. Tần hy viện từ nhỏ đã được được hưởng nền giáo dục tiên tiến, đối với loại sự kiện xã giao này như là cá gặp nước kỹ xảo khiêu vũ cũng tương đối tinh xảo, phối hợp cùng ân hành cũng coi như ăn ý, hai người nhất thời giành được từng loạt tiếng vỗ tay. Thật là tuấn nam mỹ nữ, ông trời tác hợp cho. Ui, cái tay ân hành kia, muốn phong độ có phong độ, muốn tướng mạo có tướng mạo. Đúng là người nối nghiệp tương lai của ân gia, lần này đúng là khó mà cạnh tranh được. a à, lại nhìn quản lý tư một chút, theo đuổi tầng hy viện tiểu thư rất lâu, người ta lại cũng không quan tâm hắn, cuối cùng ngược lại để cho ân hành đắc thủ. Hắn nhìn tầng Hy Viện và ân hành nhảy chung, chỉ sợ là trong lòng cũng không thoải mái đi. Không thấy sao, tư dạ hàng tự biết ở tầng Hy Viện bên kia không có hy vọng gì, không cạnh tranh được ân hành, mới vừa rồi lại muốn làm quen dịch vân mạc. Ha ha, nói đùa gì vậy? Ngay cả tầng Hy Viện tiểu thư đều coi thường hắn, huống chi là người với đẳng cấp thân phận như dịch vân mạc. Còn thật sự cho rằng dựa vào gương mặt kia là có thể làm cho tất cả mọi nữ nhân đều yêu hắn sao Không chỉ là giữa cánh phụ nữ, ngay cả giữa đám đàn ông với nhau cũng có sự ghen tị Tư Dạ Hàng có được chức cao như vậy trong trọng tài hội Trở thành người quản lý trọng tài hội trẻ tuổi nhất từ trước tới nay Tướng Mạo lại cơ hồ bắt giữ trái tim của tất cả mọi cô gái trong thành phố Cộng thêm Tư Dạ Hàng luôn luôn độc lai like độc vãn, không kết giao cùng bất luận kẻ nào dĩ nhiên là sẽ có không ít người ngấm ngầm không ưa thích anh. Vào lúc này, thấy Tần Hy Viện bị em nuôi của anh cướp mất rồi, những người đó dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Tôi thấy là căn bản dịch vân mạc không tự xem mình như một con người đi. Cái loại tính cách này, hoàn toàn tự xem mình như nữ thần, xem thường tất cả mọi người. Đến bây giờ không có một người dám mời cô ấy cùng khiêu vũ. Đây cũng không phải nói không một ai muốn làm quen dịch vân mạc, mời dịch vân mạc cùng khiêu vũ một khúc. Chẳng qua là không một ai có can đảm này, khí tràng của dịch vân mạc quá mức cường đại, lạnh lùng đến cực hạn. Thứ người như vậy, ngay cả giao tiếp với người ngoài cũng đều kinh thường. Đi mời dịch vân mạc cùng nhảy, đây không phải là tự tìm ngược sao. Rất nhanh, ân hành và tần hy viện uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu, trai tài gái sắc, làm người ta đố kỵ. Gần như thu hút ánh mắt của mọi người ân hành ung dung thản nhiên nhìn về phía tư dạ hàng trong mắt tràn đầy khiêu khích tần hy viện ghé mắt nhìn sang tư dạ hàng trong mắt tràn đầy khinh thường ánh mắt rõ ràng đang hỏi tư dạ hàng hiện tại hối hận sao quản lý tư ôi dao trai tài gái sắc chính là đây quả thật là tuyệt phối nếu như người nhảy cùng tần đại tiểu thư trong sàn nhảy chính là tôi vậy thì thật tốt biết bao thật ra thì tôi càng muốn được cùng dịch tiểu thư khiêu vũ hơn cậu đang nằm mơ sao ha 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 tôi cũng cảm thấy là mình đang nằm mơ trong khi mọi người còn đang bàn tán với thần sắc đầy hâm mộ có người chú ý tới dịch vân mặt đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh tư dạ hàng vốn đang đứng một thân một mình nhìn thấy có người tới tư dạ hàng ung dung thản nhiên khẽ ngẩng đầu lên ánh mắt như có hàng băng ngập tràn chiếu về phía người thiếu nữ nọ bất quá chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt lại dường như cũng không hề chú ý, tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là dịch vân mạch chẳng qua là đi ngang qua, thật ra thì đang muốn đi lại chỗ bàn bánh ngọt lấy chút đồ ăn nhẹ. Nhưng mà, chuyện khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt là thời điểm dịch vân mạch đi tới trước mặt tư dạ hàng. Dừng bước, sau đó trực tiếp ngồi xuống trên chiếc ghế cao chân ở đối diện anh. Thấy cô gái lại ngồi xuống bên cạnh mình, đuôi mắt tư dạ hàng khẽ giãn ra, cực kỳ nhỏ không một ai có thể phát hiện được. Giờ phút này, bên cạnh của tư dạ hàng có thật nhiều chỗ trống. Với tính tình của dịch vân mạc, hoàn toàn có thể chọn những vị trí không người bên cạnh anh ta, nhưng mà, hết lần này tới lần khác, nàng lại chọn ngồi ở đối diện tư dạ hàng. Đại khái, chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một vị trí ngồi một chút mà thôi. Thời điểm mọi người ở đây nghĩ như vậy, ánh mắt của thiếu nữ không che giấu chút nào nhìn về phía người đàn ông đối diện. Chậm rãi mở miệng nói, quản lý tư, hân hạnh gặp mặt. Diệp Quảng Quảng vừa dứt tiếng, ánh mắt mọi người tại đây vốn đang nhìn về phía ân hành và tầng hy viện, cơ hồ trong nháy mắt tiêu tan, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Mọi người không một ai không có thần sắc quỷ dị. Cô nàng dịch vân mạc này mới vừa rồi lại có thể đang chủ động bắt chuyện cùng tư dạ hàng. Vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt tư dạ hàng rất nhanh thoáng qua, biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, trả lời một câu hân hạnh nói xong tư dạ hàng liền không nói gì nữa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía cô gái ở đối diện tự hồ là đang muốn biết ý đồ của nàng thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt và ngữ khí không nhiễm chút bụi trần quản lý tư biết khiêu vũ sao vẻ mặt tư dạ hàng cứng lại hơi biết dịp quảng quảng vậy thì cùng nhau nhảy một điều chứ tư dạ hàng tất cả mọi người tại chỗ nếu như mới vừa rồi mọi người còn có thể miễn cưỡng giải thích là dịch vân mạc có khả năng chẳng qua chỉ thuận miệng lên tiếng chào hỏi, giờ phút này không thể nghi ngờ đã trợn mắt há mồm tập thể. Dịch vân mạc trong mắt không người như thế, lại chủ động mời tư dạ hàng, khiêu vũ. Cách đó không xa. Sắc mặt của dịch linh quân đen như đáy nồi, lại không thể kiên trì thêm một hồi. Trong đầu Medusa hiện lên cảnh cái bàn bị dịp quảng quảng đập nát hôm đó, ho nhẹ một tiếng nói, dầu gì cũng kiên trì được thêm vài phút đồng hồ, biểu cảm cũng khống chế được, đã rất không dễ dàng. Dịch Linh Quân Thật đúng là không dễ dàng. Ở chỗ này, kích động nhất không ai bằng ân hành, vì vậy không khỏi liên tục nhảy trật mấy bước, không cẩn thận dẫm vào chân tầng hy viện. Tần hy viện nhịn đau hướng về ân hành trừng mắt một cái, ân hành mới thất hồn lạc phách thu hồi ánh mắt. Chẳng qua là tâm tư rõ ràng đã sớm không còn ở trên khiêu vũ nữa rồi hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dịch vân mặt lại sẽ có thể đi bắt chuyện với tư dạ hàng, thậm chí chủ động mời tư dạ hàng khiêu vũ. Cách đó không xa, ân duyệt dung vẫn đang luôn lưu ý dịch vân mặt thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng kích động dị thường. Đối với lời mời của cô gái, tư dạ hàng tự hồ có chút kinh ngạc, nhất thời yên lặng tại chỗ, không trả lời. Diệp Quảng Quảng nói chung là cũng không gấp, cứ như vậy duy trì khuôn mặt lạnh như băng đó trên mặt của hai người, tất cả đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở hay tâm tình gì, tiếng người vốn huyên náo ồn ả chung quanh bỗng lâm vào trong một sự yên lặng đầy quỷ dị. Một hồi lâu sau, tư dạ hàng rốt cuộc mới lên tiếng, xin lỗi, dịch tiểu thư, hôm nay thân thể khó chịu. Tất cả mọi người. Cự. Cự tuyệt. Tư dạ hàng lại có thể cự tuyệt. Hắn bị điên rồi sao? Quản lý tư đang nghiêm túc lại có thể cự tuyệt dịch vân mạc. Nếu như ngay cả con gái của hội trưởng đều coi thường, vậy thì ánh mắt của cậu ta rốt cuộc cao bao nhiêu? Có thể nhận được sự coi trọng của cậu ta, sợ rằng là tiên nữ trên trời ấy chứ. Sau khi thấy con trai cự tuyệt dịch vân mạc, ân duyệt dung thiếu chút nữa giận đến học máu. Trước đó, thời điểm con trai nói với mình coi thường tần hy viện. Bà còn xem thường, cảm thấy là nó còn trẻ không biết gì vạn vạn không ngờ tới con mình ngay cả dịch vân mạc đều coi thường một bên mọi người đồng loạt thổn thức không thôi cái tính tình này của dịch vân mạc nhìn qua liền biết là một người không dễ chọc tôi thấy là lần này sợ rằng tư dạ hàng sẽ gặp phải phiền toái rồi chờ đó xem kịch vui đi đừng nói là bọn họ thậm chí ngay cả lâm khuyết và du thiệu giờ phút này đều đã toát mồ hôi lạnh khắp cả người mặc dù có chút hoài nghi thân phận của cô gái này nhưng mặc kệ như thế nào, thân phận của cô ấy hiện tại cũng là con gái của dịch linh quân đấy. Hơn nữa còn không phải là một người hiền lành. Du thiệu đều đã không dám nhìn tiếp, Lâm Khuyết thì lại đấm ngực dậm chân, cửu ca anh anh anh, lại có thể cự tuyệt ngay trước mặt mọi người như vậy. Anh cũng không thể miễn cưỡng cấp cho chút thể diện sao. Dù sao cửu tẩu không có mặt, lại không nhìn thấy, sẽ không biết. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đợi dịch vân mặt tức giận, gây khó khăn cho tư dạ hàng, thì ngược lại, dịch vân mạc đối với sự cự tuyệt của tư dạ hàng, dường như hoàn toàn không có chút dấu hiệu tức giận, chỉ hơi gật đầu một cái bày tỏ đã biết, tiếp đó thuận miệng nói, không ngại tôi ngồi ở đây chứ. Tư dạ hàng, đương nhiên. Sau đó dịch quảng quảng giơ tay lên một cái, người hầu ở một bên vội vàng tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dịch tiểu thư, cô có gì cần phân phó? Xong. Xong rồi nhất định là dịch tiểu thư đã nổi giận rồi. Mắt dịp quản quản liếc ly rượu vang trước mặt tư dạ hàng, đem đổ ly rượu của quản lý tư đi. Người hầu mặt đầy mộng bức không hiểu, hít, dịch tiểu thư có ý tứ là. Đem rượu vang của quản lý tư đổ đi, có ý gì? Dịp quản quản bộ dạng đầy bá đạo, ngữ khí lại không cho cự tuyệt, thay bằng bát canh an thần bổ khí. Người hầu Ở dưới vẻ mặt đầy sợ hãi của người hầu, Diệp Quảng Quảng khẽ nhíu mày, lại bổ sung một câu, còn nữa, nhiệt độ điều hòa quá thấp, thân thể quản lý tư khó chịu, lấy một cái khăn choàng qua đây. Người hầu, tư dạ hàng, tất cả mọi người ở đây. Một loạt thao tác đầy vẻ tổng tài siêu bá đạo này của Diệp Quảng Quảng, thành công làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dinh tổng tài siêu bá đạo, quản tổng online chân tần hy viện bị ân hành dẫm đến rốt cuộc không nhảy nổi được nữa rồi, hung hăng hướng về ân hành trừng mắt một cái. Giờ phút này ân hành thậm chí cũng không có tâm tư đi trấn an sự oán trách của tần hy viện. Không cách nào tin nhìn chầm chầm phương hướng của hai người kia. Dưới ánh đèn sáng chói, con người của thiếu nữ đẹp đến giống như cực quan vậy, mà thần sắc tư dạ hàng từ đầu tới cuối đều lãnh đạm, phản phất như cùng nàng hòa lẫn vào nhau. Hai người đều lạnh giá như nhau, đặt chung một chỗ rõ ràng vốn nên khiến cho tình cảnh lúng túng nhưng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy vô cùng hài hòa dịch vân mạc này rốt cuộc có ý gì mới vừa rồi không phải là cô ta còn khinh thường phản ứng lại tư dạ hàng sao làm sao thái độ với cậu ta lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy đương nhiên vào lúc này tâm tình tần hy viện cũng không khá hơn chút nào cô vừa mới tung ra tin tức nói là tư dạ hàng đang theo đuổi cô mà cô thì lại coi thường người ta nhưng mà bây giờ ngược lại thì tốt rồi tư dạ hàng thậm chí ngay cả con gái của hội trưởng đều cự tuyệt người sáng suốt sẽ còn có ai đi tin tưởng lời của cô giống như tần hy viện dự liệu vào lúc này đã có người phục hồi lại tinh thần rồi thật ra thì trước có tin đồn là tần hy viện theo đuổi tư dạ hàng bị tư dạ hàng cự tuyệt nguyên bản tôi còn chưa tin cảm thấy không có khả năng hiện tại tôi ngược lại thật ra có vài phần tin tưởng rồi dù sao cậu ta thậm chí ngay cả dịch vân mạc đều cự tuyệt tôi nói quản lý tư không phải là căn bản cũng không thích phụ nữ đấy chứ không quá khả thi tôi nghe nói cậu ta có một vị hôn thê là nhị tiểu thư nhiếp gia vân thành nghe nói như vậy những người bên cạnh quả thật là cảm thấy kính nể như vậy nhị tiểu thư sợ rằng còn không phải là tiên nữ sao người hầu sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, sau đó nào dám trễ nải, vội vàng thu hồi ánh mắt đi chuẩn bị canh và khăn choàng rồi. Diệp Quảng Quảng đang chuẩn bị nói gì, lúc này, Diệp Linh Quân bày ra một bộ dáng cha hiền đi lên. Nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Diệp Quảng Quảng, Vân Mạc, qua đây, vi phụ giới thiệu một số bằng hữu cho con quen biết. Diệp Linh Quân, tiểu nha đầu. Con còn không thu liễm, con Lê thật sự muốn rớt đó. Diệp Quảng Quảng bất mãn mà xí trong lòng một tiếng, bất quá dầu gì cũng biết có chừng mực. Vì vậy Diệp Quảng Quảng nhìn về phía tư dạ hàng, mặt không gợn sóng mà nói, quản lý tư, xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, đi theo Diệp Linh Quân rời đi. Diệp Quảng Quảng mới vừa đi không bao lâu, Lâm Khuyết và Du Thiệu lập tức chạy tới. Lâm Khuyết mặt đầy vẻ chưa tỉnh hồn, tôi nhổ vào. Làm tôi sợ muốn chết. Làm tôi sợ muốn chết cửu ca, chuyện này là như thế nào? Cái cách làm này của dịch vân mạc, quả thật là so với việc cô ta chỗ tức giận tại chỗ, còn đáng sợ hơn. Du thiệu thử hỏi dò, có lẽ chỉ đơn thuần là tùy tiện quan tâm một chút. Lâm khuyết liếc nhìn du thiệu y như nhìn kẻ ngu vậy, nếu như là người khác, nếu như tất cả những người khác ở đây, cũng còn có thể. Nhưng mà dịch vân mạc, cậu nhìn bộ dáng trong mắt không người kia của cô ta, ngay cả lời đều lười đi nói với người khác, sẽ rảnh rỗi không có chuyện gì đi quan tâm một người du thiệu theo dõi hắn vậy cậu nói là có ý gì lâm khuyết không không dám nói lâm khuyết chỉ có thể nhìn hướng về tư dạ hàng cửu ca dù gì thì anh cũng nói một câu đi tư dạ hàng liếc lâm khuyết một cái nói cái gì dịch vân mạc coi trọng tôi lâm khuyết đây đây chính là chính anh nói tôi không nói đó nha. gương mặt này của anh thực sự là quá có khả năng hút hoa đào, không thể trách hắn nghĩ bậy. Lâm Khuyết nuốt nước miếng, cửu ca, tôi đều đã sắp bị thần kinh thác loạn, người phụ nữ này và cửu tẩu rốt cuộc là có quan hệ gì? Bằng không bây giờ anh gọi điện thoại cho cửu tẩu hỏi một chút đi. Tư dạ hàng lườm Lâm Khuyết một cái. Nếu như bản quảng thành tâm muốn gạt tôi, dĩ nhiên là đã sớm có chuẩn bị coi như là gọi điện thoại cũng không thể dò ra sự thật. Tư dạ hàng dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như dịch vân mạc không phải là oản oản, như thế thì cú điện thoại này của tôi. Lâm Khuyết nghe đến đó, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, nếu như là không phải, đó chính là bức dây động rừng. Cửu tẩu sẽ biết anh lại hút hoa đào rồi. Đến lúc đó có thế sẽ phải chết chắc. Cửu ca, vẫn là anh lo xa nghĩ rộng, nghĩ đến lâu dài thật lợi hại. Một bên, Du Thiệu nghe đến đó cũng đã gật đầu liên tục. Nhưng mà, đại nhân, vậy bây giờ phải làm sao? Du Thiệu cẩn thận hỏi thăm. Quản lý Tư. Lúc này, bên tai truyền tới tiếng bước chân của người hầu. Hiệu suất của người hầu quả nhiên cực kỳ nhanh, rất nhanh liền đã mang canh và khăn choàng đưa tới. Quản lý Tư, quả thực xin lỗi, yến hội lần này cũng không có chuẩn bị canh bát canh này là chúng tôi mới vừa phái người từ khách sạn tốt nhất của thiên thủy thành mang tới thái độ của người hầu đối với tư dạ hàng đã hoàn toàn thay đổi vô cùng ân cần nói tư dạ hàng khẽ gật đầu một cái đuổi người hầu rời đi sau khi người hầu đi tư dạ hàng khều nắp bát canh nhìn du thiệu một cái nói yên lặng theo dõi kỳ biến muốn dò xét ra cô ấy đến tột cùng là ai cũng không phải là không có biện pháp bên kia dịch linh quân cuối cùng cũng kéo được dịp khỏảng quảng trở lại vì dời đi sự chú ý của nàng phòng ngừa nàng tiếp tục thả bay bản thân vì vậy đã đưa nàng đứng an toàn trong vòng vây của chúng cao tầng mới vừa rồi mặc dù thái độ dịch vân mạc để cho người ta mở rộng tầm mắt nhưng cũng đã khiến cho không ít người lần nữa dấy lên hy vọng nguyên lai like, dịch vân mạc cũng không phải là cũng không để ai vào trong mắt đó nha vậy đã nói rõ cũng không phải là bọn họ không có cơ hội cộng thêm có dịch linh quân ở nơi đó chủ động tiến cử, tạo cơ hội, không ít người lại bắt đầu tìm cách xích lại gần nhau hơn. Một người quản lý nào đó thử thăm dò, tiến lên mời, dịch tiểu thư, dường như cô thích khiêu vũ, không biết tôi có thể có vinh hạnh được mời cô nhảy chung một khúc hay không. Dịp quảng quản, không có hứng thú. Người quản lý kia sắc mặt sững sờ, nhất thời có chút lúng túng. Nhưng mới rồi, không phải là cô còn chủ động mời người khác khiêu vũ sao? làm sao vào lúc này lại nói không có hứng thú hắn cho là dịp vân mạc chắc hẳn là thích kiêu vũ ai ngờ đến người ta nói thẳng không có hứng thú lại hoàn toàn khôi phục thái độ trong mắt không có người sự phân biệt đối xử này có phải là quá rõ ràng rồi hay không thời khắc này dịp quảng quảng nghĩ trong đầu thích cái rắm thứ nàng thích là người kiêu vũ cùng nàng kia đấy chứ lúc này một vị cao tầng lớn tuổi dẫn một thanh niên tuấn tú trắng ngoãn đi tới, mặt đầy tươi cười giới thiệu, hội trưởng, đây là con trai tôi, chính là một fan trung thành của hội trưởng ngài. Mỗi một lần hội trưởng giảng bài đều sẽ đi nghe. Dịch tiểu thư mới vừa trở về thiên thủy thành. Có khả năng không có người quen biết nào. Nếu như là bình thường có nhàm chán, tùy thời có thể gọi nó qua. Quyển tử mặc dù không có sở trường gì, nhưng tính tình cẩn thận chu đáo. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, theo bản năng mà quay sang nhìn thanh niên kia một cái, một gã trai tơ sạch sẽ không chút tạp chất, tuổi không lớn lắm, dường như ra đời không lâu. Ánh mắt rất sạch sẽ, nhìn qua có cảm giác thật thoải mái. Chẳng qua là, giờ phút này nghe thấy lời của cha, đáy mắt thanh niên tràn đầy tuyệt vọng và khuất nhục, rõ ràng cho thấy bị ép buộc, cũng không nguyện ý đi làm loại chuyện này. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy ánh mắt kia của thanh niên không hiểu có cảm giác không đúng chỗ nào nội dung cốt truyện này làm sao lại quen thuộc như vậy trong yến hội cha già bất lương vì muốn lấy lòng tổng tài bá đạo liền có ý đồ đem con gái đưa đến trên giường của tổng tài bá đạo có phải là nàng cầm nhầm kịch bản rồi hay không diệp quảng quảng xạm mặt đi vội vàng dừng những ý tưởng đáng sợ này lại mà vào giờ phút này cách đó không xa hình ảnh đủ loại đàn ông vây quanh diệp quảng quảng lấy lòng tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của tư dạ hàng. Tên cao tầng kia thấy ánh mắt Diệp Quảng Quảng rơi vào trên người con trai mình, hơn nữa thái độ thoạt nhìn thật hiếm thấy không có vẻ không vui. Nhất thời sinh lòng hy vọng, càng thêm ra sức trao hàng, bán con trai. A Dương, còn không mau giới thiệu mình cùng dịch Tiểu Thư một chút. Cao tầng đẩy con trai một cái. Thanh niên được gọi là A Dương, miếng chặt môi mỏng, sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cao Tần nóng nảy, ngây ngốc làm cái gì thế? Thanh niên một tay đem cha đẩy ra, thật có lỗi, con còn có việc gấp, trước xin lỗi không tiếp chuyện được ạ. À. Mày. Cao Tần thấy thanh niên lại có thể bỏ chạy, quả thật là giận đến dậm chân, vội vàng nói xin lỗi cùng Diệp Quảng Quảng, Dịch tiểu thư, quả thực xin lỗi, đứa nhỏ này tính tình hướng nội, có chút sợ người lạ. Diệp Quảng Quảng thuận miệng nói một câu, rất có cá tính tại độc lập châu nhất lại là ở trong vòng trọng tài hội như vậy còn có thể ngay thẳng như vậy cũng đúng là không thấy nhiều cao tần cũng không biết lời này của diệp quảng quảng là bỏ qua hay là trách tội vẫn cười ha hả liên tục xin lỗi bất quá nhìn dịch tiểu thư không có vẻ tức giận còn nói một câu rất có cá tính hẳn là vẫn có mấy phần hài lòng đúng chứ tiểu tử thúi này quá không biết phải trái bất quá ông có thừa biện pháp để cho nó thuận theo quay về trực tiếp trói lại, đưa qua cho dịch tiểu thư là được rồi. Nhiệm kỳ của ông ta chẳng mấy chốc sẽ hết rồi, rất có thể lần kế sẽ bị thay đổi người khác. Dịch hội trưởng bên kia rất khó lấy lòng. Nhưng nếu có thể làm cho Dịch Vân Mạc vui vẻ, vậy coi như vô tư không lo. Cả đêm, Dịch Linh Quân vì để cho Diệp quản quản không có thời gian đi tìm tư dạ hàng, quả thật là giống như hoa hồ điệp, ép buộc nàng đi vòng vòng khắp cả hội trường. Thật vất vả rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc dạ tiệc kết thúc. Nơi cửa, xe sang trọng dừng đầy, nhân vật nổi tiếng và các cao tầng lần lượt đi ra khỏi hội trường. Diệp Quảng Quảng nhìn vào trong đám người. Bất đắc dĩ quá nhiều người, tư dạ hàng đã không thấy bóng dáng. Diệp Quảng Quảng thở phì phò, hướng về dịch linh quân trừng mắt một cái. Dịch linh quân nhíu mày, trừng cha làm gì? Nhìn chút tiền đồ kia của con, mới vừa rồi người ta trước mặt mọi người cũng cự tuyệt con rồi. Dịp Quảng Quảng không hề tức giận, ngược lại có chút đắc ý không thôi, cự tuyệt con thì thế nào? Bộ dáng bảo bảo nhà chúng ta cự tuyệt quả thật là quá đẹp trai rồi có được không? Dịch Linh Quân Đúng là, mê trai, đầu thai mới hết. Mặc dù quả thực không nhìn nổi cái bộ dáng tiểu đồ để bị trai đẹp mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Bất quá biểu hiện lần này của tư dạ hàng nói chung cũng không tệ lại có thể cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy, thật ra đã khiến ông nhìn cậu ta với cặp mắt khác xưa. Đã diễn thì phải diễn cho trót, dịch Linh Quân đã giúp an bài cho Diệp Quảng Quảng toàn bộ nơi ăn trốn ở, Diệp Quảng Quảng thì đang vừa dùng ánh mắt tìm kiếm tư dạ hàng, vừa chờ xe tới đón. Trong bóng đêm, thiếu nữ chẳng qua chỉ tùy ý đứng ở bên trong, đã giống như ánh trăng lộng lẫy trong màn đêm, khiến người ta không dời mắt nổi. Dịch tiểu thư, sau lưng truyền tới âm thanh của đàn ông diệp quảng quảng theo bản năng quay đầu lại ngay sau đó liền thấy được ân hành đứng ở nơi đó đối với người không quan tâm dường như ngay cả hứng thú mở miệng nói nàng cũng không hề có ân hành bị không để ý tới rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc lên tiếng bắt chuyện chào dịch tiểu thư mới vừa rồi tôi còn chưa kịp tự giới thiệu mình tôi gọi là ân hành là em nuôi của quản lý tư nghe được mấy chữ tem nuôi của quản lý tư cuối cùng thiếu nữ cũng cho hắn ta được một ánh nhìn ân hành nói với vẻ đầy hối lỗi dịch tiểu thư cái lão anh trai này của tôi tính tình cổ quái thực sự là rất khó sống chung mới vừa rồi nếu như có chỗ nào đắc tội xin dịch tiểu thư không nên phiền lòng ân hành nói tới chỗ này chuyển đề tài giải thích anh trai tôi đã có vị hôn thê hơn nữa nghe người ta quản chồng rất nghiêm là một người rất không dễ đối phó. Đại khái là bởi vì như vậy, anh trai tôi mới cự tuyệt lời mời của cô để tránh sự hiềm nghi. Ân Hành nói xong cười một tiếng, "À, dĩ nhiên, anh trai tôi cũng đã lo lắng quá mức rồi. Dịch tiểu thư cô làm sao lại sẽ có loại ý tứ này?" Ân Hành còn chưa dứt lời, ánh mắt thiếu nữ đầy thờ ơ nhìn về phía hắn, "Nếu như tôi nói có loại ý tứ này thì sao?" Ân Hành. Đêm khuya, tại trụ sở Ân gia. Sau khi về đến nhà, Ân Duyệt Dung cởi áo khoác trên vai xuống, đi vào phòng ngủ. Phu nhân, bà trở về rồi. Nữ quản gia vội vàng tiến lên nghênh đón, nhận lấy áo khoác, sau đó lại đưa cho bà ly trà giải rượu. Bình thường Ân Duyệt Dung đều ăn mặc cực kỳ cứng nhắc, quần áo vạn năm không thay đổi. Tối nay bởi vì sự kiện này tương đối quan trọng, cho nên mới hơi hơi long trọng một chút, thay một chiếc váy dạ hội màu đen sẫm mặc dù trang phục này đơn giản đến cực hạn trên người cũng không có bất kỳ trang sức nhưng không hề làm ảnh hưởng tí ti vẻ đẹp và sự cao quý của bà nữ quản gia nhìn chủ nhân nhà mình âm thầm thở dài trong lòng nếu không phải là chủ nhân chấp niệm quá sâu bằng vào điều kiện của chủ nhân hẳn là cũng sẽ dễ dàng kiếm được một bàn tay chở che nắm giữ một đoạn nhân duyên viên mãn phu nhân đã xảy ra chuyện gì sao Thấy sau khi Ân Duyệt Dung trở về vẫn cứ mãi trầm tư, nữ quản gia không khỏi ân cần hỏi thăm. Ân Duyệt Dung uống một hớp trà, mở miệng nói, "Hôm nay dịch hội trưởng giới thiệu cho chúng ta một người." "Nữ quản gia, là người nào?" "Ân Duyệt Dung, con gái của ông ta, Dịch Vân Mạc." "Cái gì? Con gái? Dịch hội trưởng có con gái?" Nữ quản gia mặt đầy kinh ngạc ân duyệt dung giải thích đơn giản tình hình buổi tối nay một lần ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ đầy suy ngẫm bà thấy thế nào sau khi nữ quản gia nghe xong lời ân duyệt dung nói trên mặt nghi ngờ không thôi dựa theo lời phu nhân nói con gái của dịch hội trưởng này lại có dáng dấp tương tự như nhiếp vô ưu vậy trên thế giới này làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy nữ quản gia nói xong vừa nghĩ tới dịch vân mạc là do dịch hội trưởng mang tới tự mình giới thiệu lại không xác định được Chần chờ nói, nhưng mà, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại là do chính miệng dịch hội trưởng tuyên bố. Chắc chắn không có gì sai mới đúng. Nói không chừng, có lẽ nào chỉ là người giống người mà thôi. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng đấy. Ân Duyệt Dung khẽ cười một tiếng, bà nói không sai, cho nên, trong yến hội tối nay, cơ hồ không có một ai hoài nghi thân phận của cô gái kia. Thậm chí ngay cả a cửu cũng nghĩ cô ta chính là Dịch Vân Mạc. Nữ quản gia nhìn về phía chủ nhân, phu nhân, ý của bà chẳng lẽ là. Bà cảm thấy cô gái kia không phải là dịch vân mạc, mà là, mà là nhiếp vô ưu giả mạo. Nửa câu phía sau này, nữ quản gia thật sự có một chút không dám nói. Ánh mắt ân duyệt dung lóe lên. Thứ nhất, tôi tận mắt thấy nhiếp vô ưu. Trên cái thế giới này có vóc người tương tự như vậy, hai người kia hết lần này tới lần khác lại là nhiếp vô ưu và dịch vân mạc, chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp. Thứ hai, dịch hội trưởng từng nói, ông ta và con gái thất lạc nhiều năm, gần đây mới gặp lại. Làm sao có thể biết được, dịch vân mặt này có phải là nhiếp vô ưu giả mạo hay không? Nữ quản gia nghe nói như vậy, lại càng thêm không xác định rồi, chuyện này, giả mạo con gái hội trưởng, cô gái kia sẽ có gan to như vậy sao? Húng chi đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Con gái của hội trưởng không phải nói muốn giả mạo liền có thể giả mạo đâu ân duyệt dung hừ lạnh một tiếng mẫu kiều bà đã có phần quá khinh thường cô gái kia ngụy trang thành nhiều thân phận như thế mà mỗi cái thân phận đều có lai lịch không nhỏ còn có thể lừa gạt a cửu đến mức nói gì nghe nấy bà thật sự cho rằng cô ta chỉ là một thiếu nữ ngây ngô xung động lỗ mãn lại không biết tính toán hay sao nữ quản gia nghe vậy mặt đầy không tưởng tượng nổi thần sắc kinh ngạc nói chẳng lẽ là nhiếp vô ưu đó thấy bà ngăn trở hôn sự giữa cô ta và thiếu gia cho nên mới nghĩ ra phương pháp như vậy lắc mình một cái thành con gái của dịch hội trưởng ân duyệt dung cười lạnh giả tâm của cô ta sợ là không chỉ dừng lại ở a cửu nữ quản gia nghe mà sợ hết hồn hết vía trầm ngâm nói có cần hiện tại tôi lập tức phái người đi thăm dò hay không ân duyệt dung lắc đầu nếu cô ta dám giả mạo thậm chí ngay cả dịch hội trưởng cũng đều bị lừa gạt, dĩ nhiên là đã có sự chuẩn bị vẹn toàn. Coi như là chúng ta đi thăm dò, sợ là cũng không tra được cái gì. Hơn nữa, tôi suy đoán, vô cùng có khả năng phía sau màn còn có một người quyền cao chức trọng đang giúp cô ta làm nội ứng. Nữ quản gia gật đầu liên tục. Không sai, nếu không thì làm sao ngay cả dịch hội trưởng cũng có thể bị gạt. Ánh mắt Ân Duyệt Dung khẽ sắc lại, cho nên chuyện này cực kỳ nghiêm trọng cần phải thảo luận kỹ hơn bất quá cũng chớ gấp trò lừa bịp dù có kính kẻ đến đâu cũng sẽ có sơ hở rồi sẽ có biện pháp khiến cho cô ta lộ ra chân tướng đừng hành động thiếu suy nghĩ hết thảy chờ tôi sắp xếp nhiếp vô ưu chúng ta từ từ chơi nữ quản gia vân ân duyệt dung nói xong sắc mặt âm trầm a à, nha đầu kia quả thật là gan to bằng trời thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm được tôi cũng không tin nếu như a cửu biết chân tướng còn có thể thờ ơ không quan tâm tối nay nhìn biểu hiện của a cửu chắc hẳn là không nhận ra được cô gái kia thật sự cho rằng cô ta là con gái của dịch hội trưởng dưới tình huống đó tư dạ hàng cự tuyệt cô ta cũng đồng nghĩa với đã cự tuyệt con gái của dịch hội trưởng cho nên lúc đó ân duyệt dung mới sẽ dẫn đến như vậy cũng còn may Bà càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Người này, 8 phần 10 chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Vừa nghĩ tới bắt được nhược điểm lớn của nha đầu kia, tâm tình ân duyệt dung khá hơn không ít. Đến lúc đó, Dịch Linh Quân cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta. Giả mạo con gái của hội trưởng trọng tài hội. Đây quả thực là đang gây hấn với quyền uy của toàn bộ trọng tài hội. Chớ nói chi chỉ với thế lực của mỗi mình Dịch Linh Quân cũng đã đủ khiến cho cô ta vạn kiếp bất phục. Cái tội danh này, đến lúc đó hẳn là toàn bộ nhiếp gia đều sẽ sa lầy vào trong đó. Trang viên Sơn Nam, tại thiên thủy thành tất đất tất vàng. Medusa dẫn diệp quảng quảng tới nơi nàng sẽ ở trong khoảng thời gian này. Trước khi tới buổi dạ tiệc, diệp quảng quảng đã thu xếp ổn thỏa cho đám người bắt đầu, nói với bọn họ là mình phải trở về vân thành trước, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục lưu lại thiên thủy thành hỏi dò tin tức. Medusa dẫn nàng tới phòng, dặn dò một câu, tiểu sư muội, muội nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có gì cần có thể gọi tỷ bất cứ lúc nào. Tối nay trình độ diễn xuất của Diệp Quảng Quảng Đại Khái coi như là đạt cấp độ sử thi rồi, hao phí tinh lực quá lớn, vì vậy cho nên vào lúc này tinh thần và thể lực có chút tiêu hao. Diệp Quảng quản ngáp nhẹ, ông Medusa một cái, được, sư tỷ cũng đi ngủ sớm một chút. Hôm nay tỷ cũng đã mệt mỏi rồi. Medusa bất đắc dĩ nói, chủ yếu là do muội, mới vừa rồi ta thật sự rất sợ muội bị lộ tẩy. Diệp Quảng Quảng cười khẽ, thế nào, biểu hiện của muội không tệ chứ. Medusa cũng cười nói, quả thật lợi hại, coi như là ta phục rồi. Rõ ràng chính là cùng một người, nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ta thấy thậm chí ngay cả quản lý tư cũng chưa nhận ra được muội thì phải. Diệp Quảng Quảng mặt đầy đắc ý, đó là đương nhiên dù sao bàn về trình độ diễn xuất muội chính là dân chuyên nghiệp ban đầu chính mình bị tư dạ hàng lừa gạt thê thảm biết bao nhiêu hiện tại cuối cùng mình cũng có thể cảm nhận được tư vị trở mình ta thấy ân hành đó đều đã gấp đến dơ chân lại còn có ý đồ khích bắt ly gián ở trước mặt muội medusa vô cùng coi thường đối với loại đàn ông như ân hành vì quyền lực mà không chừa thủ đoạn nào thậm chí không tiếp dựa vào đàn bà để thăng tiến sau đó còn bày ra một bộ mặt nhọn tiểu nhân đắc chí. Đáy mắt Diệp Quảng Quảng thoáng qua ánh sáng đầy lạnh lẽo, trước đó bọn chúng đánh mặt bảo bảo nhà muội thế nào, muội muốn đáp trả lại cho bọn chúng toàn bộ như thế nấy. Vậy sau này muội tính đối phó với hắn như thế nào? Medusa hỏi. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, ai nói muội muốn đối phó hắn? Muội cũng không có thời gian rảnh rỗi vậy đâu. Không hiểu sao Medusa lại có một loại dự cảm xấu vậy muội muốn. Diệp Quảng Quảng sờ cầm một cái, từng. Bắt đầu từ ngày mai, muội muốn chính thức theo đuổi quản lý tư. Medusa. Cái này, con mẹ nó so với đối phó hắn, còn ác hơn đấy chứ. Ân hành phỏng chừng sẽ bị làm tức chết. Phản phất như cô đã tiên đoán được, tương lai, dư luận xôn xao. Quầy rượu. Ân hành uống hết một ly lại một ly. Tối nay vốn nên là sân nhà của hắn, là thời khắc hắn hung hăng chèn ép tư dạ hàng thật không ngờ tới hết thảy đều bởi vì dịch vân mạc xuất hiện mà tất cả đều rối loạn bởi vì mấy câu nói không rõ thái độ đó của dịch vân mạc đối với tư dạ hàng chỉ một lời mời mà ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người tư dạ hàng thậm chí còn có người nói ở sau lưng là bởi vì tư dạ hàng coi thường tần hy viện cho nên tần hy viện mới lùi lại mà đi tìm hắn làm một kẻ thế thân còn nữa Tối nay Dịch Vân Mạc nói câu nói kia, nếu như tôi nói có loại ý tứ này thì sao? Có. Có cái gì cơ? Chẳng lẽ thật đúng là Dịch Vân Mạc có thể sẽ có loại ý tứ này đối với tư dạ hàng? Dựa vào cái gì? Cạch một tiếng, ân hành nặng nề nện mạnh ly rượu xuống bàn. Một bên, gã tâm phúc thấy vậy vội vàng trấn an, ân thiếu, tôi cảm thấy rất có thể là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi dù sao khi đó giọng của dịch tiểu thư cũng không có vẻ khẳng định với thân phận và địa vị dịch tiểu thư như vậy cách cô ta nói chuyện làm việc cũng sẽ tuyệt đối không đơn giản cũng sẽ không hề tầm thường làm sao lại sẽ có thể tùy tùy tiện tiện nhìn chúng một người đàn ông mới vừa gặp mặt ở trong buổi dạ tiệc tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên tự thần hồn nát thần tính vẫn hơn ân hành nhìn tâm phúc một cái trầm ngâm nói cậu cho là rốt cuộc là dịch vân mạc có ý gì Tâm Phúc phân tích, thiếu gia, loại đàn bà như dịch vân mạc này tôi hiểu rất rõ, mắt cao hơn đầu. Từ trong nội tâm cô ta xem thường bất luận kẻ nào. Vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo, phỏng chừng còn bài xích và chán ghét đàn ông. Cậu cứ xem thái độ của cô ta đối với cánh đàn ông trong buổi tiệc tối nay là biết rồi. Ân hành, vậy thái độ của cô ta đối với tư dạ hàng là thế nào? Bảo người chuẩn bị canh, lại cho người chuẩn bị khăn choàng chính là bởi vì dịch vân mạc quá lạnh lùng cho nên cách đối xử đặc biệt của cô mới càng khiến cho người ta suy nghĩ nhiều tâm phúc nói thiếu gia cậu thân là người trong cuộc mà người trong cuộc thường mơ hồ tôi thấy thái độ tối nay của dịch tiểu thư đối với tư dạ hàng cũng bất quá chỉ là hơi khách khí một chút cũng không chứng minh được cái gì tám phần mười chẳng qua chỉ là vì nể mặt mũi của dịch hội trưởng bởi vì sự tán thưởng của dịch hội trưởng đối với tư dạ hàng cho nên mới hời hợt kết giao một chút mà thôi mặc dù lời giải thích này cũng vẫn khiến cho ân hành rất bất mãn bất quá dù sao cũng đỡ hơn là dịch vân mạc vừa ý tư dạ hàng cho nên tôi nói này thiếu gia bây giờ cậu vẫn nên xem việc nắm chặt tần tiểu thư là quan trọng nhất nếu như là chọc giận tần tiểu thư vậy thì mới thật là không xong tâm phúc khuyên giờ phút này ân hành đã thoáng tỉnh táo lại cậu nói không sai vừa gặp phải chuyện tư dạ hàng liền khiến hắn dễ dàng mất khống chế suy nghĩ kỹ một chút quả thật là phản ứng của hắn có chút thái quá rồi dù sao chuyện dịch vân mạc bên kia cũng chỉ là chuyện bóng gió mà thôi mà tần hy viện đã là người của hắn hơn nữa đã nhờ tần tung giúp hắn an bài một chức vụ nhỏ ở hội nghị nhờ đó hắn có thể tham dự mặc dù chức vụ này tạm thời không có thực quyền nhưng cũng là một bàn đạp lần này sau khi đại hội kết thúc, Tần Tung sẽ ngay lập tức giúp sắp xếp hắn vào trong trọng tài hội. Ban đầu cũng không biết là tư dạ hàng rốt cuộc làm thế nào lại lăn lộn được đến vị trí cao như quản lý. Bàn về chức vụ còn ngang hàng với ân duyệt dung. Vì vậy tất cả mọi cố gắng của hắn ở ân gia lâu như vậy đều như rớt xuống ngàn trường. Hắn có cố gắng hơn nữa. Chỉ cần đem ra so sánh với tư dạ hàng, ngay lập tức sẽ trở thành trò cười hắn nhất định phải nắm bắt được cơ hội lần này tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ suất nào ngày hôm sau đại hội trọng tài hội chính thức bắt đầu quy trình hội nghị khẩn trương cả ngày chúng cao tầng và quản lý tất cả đều tham gia buổi tối hôm đó dịch linh quân thay con gái mở một buổi tiệc giúp nàng đón gió tẩy trần đồng thời cũng là vì để cho nàng kết giao thêm một vài bằng hữu dịch linh quân thay con gái tổ chức tiệc đây tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta có bị chen lấn đến móc đầu cũng đều muốn đến dự